Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vào Vạch của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là đặt lại mật khẩu Facebook khi mà các bạn bị quên này. Trong cái trường hợp là cái số điện thoại của bạn không còn dùng nữa này, và cái tài khoản Facebook của bạn thì cũng chưa thêm email. Vì ở đây thì mình muốn chuyển Facebook của mình, mình muốn chuyển sang cái máy mới này của mình nhá, nhưng mà cái mật khẩu Facebook thì mình đã bị quên rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở Facebook của mình ra nhá. Mình sẽ show cho bạn coi này. Cái số điện thoại thì mình không còn dùng và cái tài khoản Facebook của mình thì cũng chưa thêm cái Gmail vào nhá. Đây mình sẽ vào cái ba gạch này. Mình sẽ kéo xuống và tìm cái mục là cài đặt và quyền riêng tư này. Các bạn sẽ chọn cho mình vào là cài đặt nhá. Đây mình sẽ chọn vào cái mục là thông tin cá nhân và tài khoản này. Mình sẽ chọn vào là thông tin liên hệ này. Đó các bạn để ý nhá, cái số điện thoại này thì bây giờ mình không còn dùng nữa này. Tài khoản Facebook này của mình thì cũng chưa thêm cái địa chỉ email nào nhá. Để chúng ta có thể là đặt lại được cái mật khẩu của tài khoản Facebook này thì các bạn sẽ ra cái cửa hàng điện thoại cho mình nhá. Rồi các bạn sẽ mua cho mình một chiếc SIM, và các bạn cần phải kiểm tra cái chiếc SIM này thì cái số điện thoại này thì chưa đăng ký tài khoản Facebook nhá. Nếu mà đăng ký rồi thì các bạn sẽ không dùng được cái số đó nữa. Đây ví dụ mình ra cửa hàng điện thoại này, mình sẽ chọn mua cái số điện thoại nào mà chưa đăng ký tài khoản Facebook nhá. Để kiểm tra số điện thoại đã đăng ký tài khoản Facebook hay chưa thì các bạn sẽ mở cho mình cái trình duyệt Google Chrome lên này. Rồi ở đây thì các bạn sẽ vào cho mình cái trang đó là facebook.com nhé. Facebook.com này. Các bạn chọn đi cho mình này. Rồi ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình là quên mật khẩu nhé. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra cái số điện thoại này nhé, xem nó đã đăng ký cái tài khoản Facebook hay chưa. Mình sẽ gõ vào đây 0879 này, 828 029 này. Mình sẽ bấm là tìm kiếm nhá. Đó các bạn để ý này, ở đây là cái số điện thoại này đã có tài khoản Facebook nhá. Đó, nó đã gắn với cái địa chỉ email này này. Đó, mình sẽ loại cái số này ra nhá. Các bạn sẽ tìm mua một cái số điện thoại khác nhá. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại này. Mình sẽ tìm kiếm cái số điện thoại này nhá. 0879 này. 828 này. 050 này. Đó, rồi các bạn sẽ bấm cho mình là tìm kiếm này. Đó các bạn để ý nhá, nó hiện lên cái thông báo là số điện thoại hoặc email bạn nhập không khớp với tài khoản nào. Như vậy là cái số điện thoại này chưa đăng ký tài khoản Facebook nhá. Mình sẽ dùng cái số điện thoại này để mình thêm vào cái tài khoản Facebook của mình nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ lắp cái số điện thoại này vào cái điện thoại của mình nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử kiểm tra cái xem cái SIM mà mình vừa mua xem thế nào nhá. Đó, mình lắp vào SIM 2 nhá, mình thử kiểm tra này. Đó các bạn để ý nhá, nó vẫn hoạt động bình thường nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại Facebook của mình này. Bây giờ các bạn sẽ làm cho mình cái thao tác là các bạn sẽ thêm cho mình cái số điện thoại mà các bạn vừa mua về nhá. Đây, mình sẽ thêm, mình sẽ bấm vào là thêm số điện thoại này. Rồi bây giờ thì mình sẽ điền cái số điện thoại của mình vào đây nhá. Các bạn không cần điền cái số 0 đầu tiên đâu nhá. Mình sẽ bỏ cái số 0 đầu tiên đi. Mình sẽ điền là 80879 thì mình chỉ điền là 879 này, 828 này, 050 này. Rồi mình sẽ bấm vào là tiếp tục nhá. Các bạn để ý nhá, nó đang xác nhận cái số điện thoại của bạn này. Đây nó đã báo là số điện thoại của mình đã được xác nhận rồi nhá. Các bạn để ý nè, do cái số điện thoại này của mình lắp sẵn ở trên cái máy này rồi nên nó sẽ tự xác nhận nhá. Còn nếu mà nó không tự xác nhận thì các bạn cần điền cái mã xác nhận mà nó gửi về số điện thoại cho các bạn. Đây nhá, mình sẽ xem tin nhắn. Đó các bạn để ý này, có cái mã xác nhận này. Nhưng mà do mình lắp sẵn cái SIM ở trên máy rồi nên nó tự xác nhận rồi nhá. Đây các bạn để ý nhá. Đó. Rồi mình quay lại Facebook này. Các bạn sẽ chọn cho mình là đóng nhá. Đây các bạn để ý này, cái số điện thoại mà mình vừa mới thêm vào nhá, nó đã có thông báo là đã xác nhận rồi này. Bây giờ thì các bạn sẽ quay trở lại cho mình nhé. Các bạn quay trở lại cho mình này. Quay trở lại này. Quay trở lại này. Bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là mật khẩu và bảo mật nhé. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào là đổi mật khẩu này. Các bạn sẽ chọn cho mình là quên mật khẩu này. Ok các bạn để ý này. Bây giờ nó đã cho mình gửi mã qua cái số điện thoại mới này rồi nhé. Cái đuôi là 50 đây nhé. Mình sẽ bấm tiếp tục này. Rồi mình sẽ điền cái mã ở phía trên này vào nhé. Cái mã này này. HZ này. P viết hoa này. 3 này. 4 này. A viết hoa này. Rồi mình sẽ bấm vào là tiếp tục nhá. Đây các bạn để ý nhá, nó đã báo là đã gửi mã về cái số điện thoại đuôi 50 này rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại tin nhắn để mình coi xem có mã về chưa nhá. Đây vẫn là cái mã cũ này. Các bạn chờ thêm cho mình nhá.
Mình vẫn chưa thấy cái mã nó phải gửi về nhá. Các bạn để ý nhá, mình chờ khá là lâu rồi nhưng mà cái mã nó chưa gửi về này. Mình chờ khá là lâu rồi không được nhá. Các bạn để ý nhá, bây giờ thì mình sẽ thử sang cái điện thoại mới này. Mình vào Facebook này, mình sẽ bấm vào là quên mật khẩu này. Rồi mình sẽ điền cái số điện thoại mới này của mình vào cái con điện thoại mới này nhá. Mình sẽ điền vào đây 0879 828 050 này. Rồi mình sẽ bấm là tìm này. Đó các bạn để ý này, bây giờ nó cũng vẫn cho mình gửi cái mã xác nhận và cái số điện thoại đuôi 050 vừa rồi mình đã thêm vào nhá. Mình sẽ thử bấm vào là tiếp tục quay sao. Rồi mình sẽ vào tin nhắn để coi xem có cái vẫn chưa có mã gửi về nhá. Các bạn để ý nhá, mình chờ cũng khá là lâu rồi nhưng cái mã nó không về. Thì bây giờ mình sẽ thử làm cái thao tác này xem sao nhá. Các bạn thử thêm cho mình cái địa chỉ Gmail vào quay sao nhé. Đây mình sẽ vào thông tin cá nhân và tài khoản này. Mình sẽ thông tin liên hệ này. Mình sẽ bấm vào là thêm địa chỉ email này. Đó, ở đây thì nó vẫn yêu cầu chúng ta cần phải nhập mật khẩu vào thì nó mới cho thêm email. Chính vì vậy mà các bạn cũng không thể nào thêm được email vào nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ thử làm như này cho mình nhá. Mình sẽ bấm vào là đăng xuất này. Mình sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình luôn. Rồi mình sẽ bấm hủy này, mình sẽ quay trở lại cái điện thoại này nhé. Mình sẽ bấm vào đây và mình gỡ mật khẩu luôn nhé. Đó, mật khẩu của mình không được lưu nữa. Bây giờ mình đăng nhập vào này sẽ cần phải điền mật khẩu nhé. Rồi mình sẽ bấm vào là quên mật khẩu này. Rồi mình sẽ chọn cái tài khoản Facebook của mình nhé. Mình sẽ bấm vào là thử cách khác này. Đó, mình sẽ gửi mã qua cái tin nhắn SMS này nhé. Mình sẽ bấm vào là tiếp tục này. Mình sẽ chờ một chút nhé. Mình coi tin nhắn này. Mình sẽ bấm thử gửi lại SMS coi sao nhé. Mình chờ mãi mà cái mã xác minh nó không gửi về nhé. Bây giờ thì tốt nhất là các bạn sẽ gỡ cho mình Facebook đi này. Các bạn gỡ cài đặt luôn cho mình nhé. Mình sẽ cài lại Facebook của mình nhé. Mình sẽ bấm vào là cài đặt này. Hay các bạn thử cài cho mình Facebook Live nhé. Mình sẽ thử cài Facebook Live coi sao này. Rồi mình sẽ cài đặt Facebook Live. Rồi mình sẽ mở Facebook Live này lên nhé. Đấy nhá các bạn để ý nhá. Facebook Live mình đã cài rồi. Mình sẽ mở Facebook Live này. Mình sẽ bấm là cho phép này. Các bạn chú ý nhá, mình sẽ phải điền cái số điện thoại này vào nhá. Số điện thoại mới này vào này. 0879 này. 0879 này. 828 này. 050 này. Rồi mình sẽ bấm là quên mật khẩu nhá. Đó, mình sẽ bấm vào là tiếp tục này. Đây các bạn đi để ý nhá. Đó, các bạn để ý này. Ở đây thì khi mình sử dụng Facebook Live thì đã được nhá. Facebook Live thì đã cho phép chúng ta, nó đã gửi mã về cho chúng ta rồi này. Các bạn để ý này. Đó. Cái mã mới nó vừa gửi cho mình về đây nhá. 10:29 này. Đó các bạn để ý nhá. Và ở đây thì nó đã tự nhập vào đây cho mình rồi này. Nó đã tự nhập vào đây cho mình và nó qua cái bước là nhập mật mã rồi nhá. Bây giờ mình chỉ cần điền cái mật khẩu mới vào đây thôi. Rồi mình sẽ điền một cái mật khẩu mới của mình vào đây nhá. Các bạn chú ý là cái mật khẩu của chúng ta là cần sự kết hợp giữa chữ cái và dấu câu này sẽ tạo ra mật khẩu mạnh nhá. Mật khẩu phải có ít nhất là 6 ký tự. Ở đây thì mình sẽ điền một cái mật khẩu mà vừa có chữ hoa này, vừa có chữ thường này và vừa có số nhá. Cộng với cả ký tự đặc biệt ví dụ như là sao và. Rồi mình sẽ điền cái mật khẩu của mình vào nhá. Rồi mình cứ sâu luôn cái mật khẩu cho bạn coi này. Đó, ví dụ mình hoa hồng này, 1 này, A cong này. Các bạn để ý là vừa có chữ hoa này, vừa có chữ thường, vừa có số và ký tự đặc biệt rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào là đổi mật khẩu này. Đó các bạn để ý này, mình cứ bấm là lưu thông tin này.
Đó, như vậy là mình đã có thể là đổi được cái mật khẩu Facebook này của mình rồi nhá. Rồi bây giờ thì các bạn hoàn toàn có thể là thêm một cái địa chỉ email vào để cho lần sau chúng ta quên mật khẩu thì cái việc mà nhận mã về cái email nó dễ dàng hơn nhá. Bây giờ các bạn hoàn toàn có thể là đăng nhập được vào, các bạn có thể là dùng cái Facebook cũ này cũng được nhá. Hoặc bây giờ là mình sẽ đăng nhập luôn sang cái máy mới này của mình nhá. Đây mình sẽ điền cái số điện thoại mà vừa mình thêm vào này, rồi mật khẩu mà vừa mình đặt lại nhá. Đó là hoa hồng này. 1 này. Rồi là a còng này. Đó mình sẽ bấm là đăng nhập này. Đó các bạn để ý này. Như vậy là mình đã hoàn toàn có thể là đăng nhập được sang cái điện thoại mới của mình rồi nhá. Và mình đã đổi được, mình đã đặt được lại cái mật khẩu tài khoản Facebook của mình trong cái trường hợp mà số điện thoại cũ của mình không sử dụng này, cộng với là cái tài khoản Facebook của mình thì chưa thêm email. Bây giờ thì các bạn hoàn toàn có thể là thêm email vào tài khoản Facebook của bạn nhé, để lần sau chúng ta quên mật khẩu thì cái việc nhận mã về cái email nó sẽ dễ dàng hơn nhé. Nếu mà các bạn chưa biết cách thêm địa chỉ email vào tài khoản Facebook của mình thì mình sẽ để link video ở dưới phần mô tả của cái video này, các bạn có thể vào đó để xem nhé. Cái video này cũng khá là dài rồi nên mình sẽ dừng cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.